Sáng ngày 10 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phối hợp với nhà thầu tổ chức khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn. Tham dự chương trình có đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Lâm Đồng, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương thuộc tỉnh, đại diện liên danh công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông đèo Cả cùng các đơn vị thành viên trong hệ thống đèo Cả. Đèo Prenn là tuyến cửa ngõ kết nối thành phố Đà Lạt với cao tốc Dầu Dây - Liên Khương, là đường giao thông huyết mạch đi về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Việc mở rộng tuyến đường đèo Prenn có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển giao thương kinh tế, du lịch cho địa phương. Đây là công trình rất quan trọng, vừa góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, vừa tăng cường năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng cao của nhân dân và du khách. Dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn là công trình giao thông cấp 3 miền núi, có chiều dài khoảng 7,37 km thuộc quốc lộ 20. Theo phương án thiết kế kỹ thuật, nền được mở rộng từ 9m lên đến 15,5m, trong đó mặt đường rộng 14,5m, lề gia cố hai bên, mỗi bên rộng 0,5m. Dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn sau khi hoàn thành có quy mô 4 làn xe ô tô theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi. Dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn đã chính thức động thổ trong đầu năm 2023, là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 20-25 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 21-26. Đây là công trình rất quan trọng, vừa góp phần hoàn thành mạng lưới giao thông, vừa tăng cường năng lực giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao của nhân dân cũng như du khách. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao những nỗ lực, cố gắng của Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và các sở ngành liên quan đã tập trung khẩn trương chỉ đạo và triển khai các thủ tục đầu tư, hoàn thành các công việc cần thiết của dự án để chúng ta đủ điều kiện về pháp lý để khởi công dự án ngày hôm nay. Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả HHV, Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả DCC là đơn vị thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Và để triển khai cái việc dự án này thì ngay từ khi trúng thầu, thì Tập đoàn Đèo Cả cũng đã huy động hơn 200 cán bộ công nhân kỹ sư lành nghề và hơn 80 đầu thiết bị máy móc để tổ chức triển khai. Và chúng tôi sẽ triển khai xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ để đảm bảo được tiến độ và đích được đúng theo cái cam kết và đảm bảo được tiến độ và chất lượng. Tập đoàn Đèo Cả chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn giám sát, ban quản lý dự án và các sở ngành liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn để đảm bảo đưa dự án về đích đúng tiến độ. Ngay sau khi có kết quả trúng thầu, nhà thầu đã triển khai các công tác chuẩn bị, điều động và bố trí hơn 200 nhân sự, kỹ sư trình độ cao, công nhân lành nghề cùng hơn 80 đầu máy móc thiết bị, tổ chức 10 mũi thi công, trong đó 5 mũi thi công đường, 5 mũi thi công cầu, tường trắng, để triển khai ngay sau khi lễ khởi công. Ngoài ra, đại diện liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả cùng các đơn vị thành viên trong hệ thống Đèo Cả sẽ tổ chức thi công 3K4 kiếp, quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ, tạo tiền đề sớm kết nối vào dự án cao tốc. Trong không khí vui tươi phấn khởi, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tin tưởng rằng với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, sự nỗ lực, cố gắng của các sở ngành địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thi công, đặc biệt là sự đồng thuận cao của người dân, du khách, dự án sẽ hoàn thành vượt tiến độ đề ra.